Cảm ơn các anh chị em rất là nhiều. Và bây giờ các anh chị ơi, tay trái của mình đâu ạ? À? Tay trái của mình đâu ạ? À? Tay phải của mình đâu ạ? À? Tay phải của mình đâu ạ? À? Các anh chị ơi hãy lắc lắc tay ạ, à. Hãy lắc lắc tay, hãy lắc lắc tay đi ạ, à. Để chúng ta cùng chào đón lên đây một cô gái rất là dễ thương. Và cô gái này đích thực là 9X nha, à. Cô ấy sẽ chia sẻ cho chúng ta cách làm thế nào để chúng ta có thể luyện được giọng nói hiệu quả. Vâng, các anh chị ơi lắc lắc tay, lắc lắc tay đi ạ, à. Lắc lắc tay nhiều hơn nữa để chào đón lên đây và cô ấy thấy được nhiều năng lượng. Anh chị chào đón thì cô ấy sẽ có nhiều năng lượng hơn để cô ấy chia sẻ cho chúng ta. Vâng ạ, à, xin chào đón lên đây ạ, à. Chào đón lên đây ạ, à. Giám đốc của học viện Sky Academy Trần Minh Huyền. Minh Nguyệt xin gửi lời cảm ơn tới cô Hương, CEO Faka Global, kỹ năng viện trí Việt đã truyền tải những kiến thức vô cùng quý giá và bổ ích dành tặng cho quý vị và tất cả các chị chúng ta đã có mặt trong chương trình Làm chủ giọng nói, làm chủ cuộc đời. Và trước khi đi vào những chia sẻ của Nguyệt trong buổi tối ngày hôm nay, Nguyệt xin gửi tới toàn thể quý vị và tất cả các anh chị chúng ta đang có mặt trong khán phòng Zoom lời chào trân trọng và yêu thương, lời kính chúc sức khỏe và chúc cho toàn thể quý vị và tất cả các anh chị chúng ta sẽ luôn bình an, năng lượng và giữ được cho mình một tâm thái thật là bình thản trong mùa đại dịch COVID-19 đầy phức tạp này. Và chắc chắn rồi, Nguyệt sẽ không quên gửi lời cảm ơn tới tiến sĩ, thầy giáo Phan Quốc Việt, Founder Make Việt Nam Bridge Online đã tạo nên một chương trình vô cùng ý nghĩa và nhân văn, kết nối những doanh nghiệp, những tổ chức, những con người hội tụ đầy đủ, trí tuệ lẫn tài đức cùng về đây để giao lưu, học hỏi và trao đi những giá trị tốt đẹp góp phần tạo nên một xã hội phát triển, một Việt Nam vươn tầm và đổi thay trên nền tảng công nghệ Internet 4.0. Và một lần nữa, Minh Nguyệt xin được cảm ơn thầy, xin cảm ơn ban tổ chức, xin cảm ơn Make Việt Nam Great Online, xin cảm ơn quý vị khách quý, quý khán thính giả đang theo dõi chương trình và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các anh chị rất nhiều. Thưa quý vị và các anh chị thân mến, Minh Nguyệt được sinh ra tại quê hương xứ Nghệ, một mảnh đất có rất nhiều những sự hiểm trở về địa hình, khắc nghiệt về khí hậu, nhưng con người nơi đây thì vẫn luôn cần mẫn, vẫn luôn vươn lên bằng một sức sống mãnh liệt. Và nhân đây thì Minh Nguyệt cũng xin được gửi tặng tới quý vị và các chị hai câu thơ mà Nguyệt vẫn luôn tự hào khi nhắc tới. Đó chính là: đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Và nhắc đến quê hương xứ Nghệ thì chúng ta sẽ luôn luôn nhắc tới bao bậc hiền tài đã có những đóng góp to lớn cho non sông, cho đất nước. Và để thực chứng cho điều trên thì Nguyệt sẽ nhắc đến một nhân vật vô cùng đặc biệt, một người thầy vĩ đại, một bậc anh tài trí tuệ uyên bác nhưng vẫn luôn luôn có một lối sống giản dị đến từ mảnh đất quê hương xứ Nghệ thấm đẫm tình người. Không biết là các anh chị có biết là Nguyệt đang nhắc tới ai không? Các anh chị có thể đoán là Nguyệt đang nhắc tới ai ạ? Chúng ta hãy comment lên mục chat được không? Các anh chị thử đoán nào. Bác Hồ, thầy Việt, rồi Nguyệt thấy rất là nhiều những lời comment của quý vị và các anh chị rồi. Và người mà Nguyệt vừa nhắc tới đó chính là thầy giáo đáng kính của tất cả chúng ta đang có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Đó chính là thầy giáo Phan Quốc Việt. Và quý vị và các anh chị chúng ta hãy cùng dành cho Nguyệt cũng như là cho tổ chức và đặc biệt là dành tặng cho thầy giáo của chúng ta những trái tim thật là đỏ rực để thay cho những lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy, vì thầy đã tạo nên một chương trình vô cùng ý nghĩa này, được không ạ? Nên Nguyệt muốn thấy những quả tim giơ tay trực tiếp giống như Nguyệt bây giờ đây này. Đó, rồi nhờ kỹ thuật chúng ta sẽ cùng chụp lại những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa này nha. Xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Quý vị và các anh chị kính mến, bên cạnh những điều rất đáng tự hào trên thì khi nhắc tới giọng nói thì những con người nơi đây vẫn còn đâu đó những sự tự ti, vẫn còn đâu đó những sự mặc cảm về thanh âm, về ngữ điệu trong giọng nói của chính mình. Và chúng ta đều biết rằng Nghệ An là một tỉnh thành sở hữu một giọng nói khó nghe nhất của đất nước Việt Nam. Và 5 năm trở về trước thì Nguyệt là một cô gái sinh viên năm nhất của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Và khoảng thời gian đó thì Nguyệt đã luôn luôn cảm thấy bản thân mình thực sự nhỏ bé, tự ti, mặc cảm và không dám giao tiếp với người khác chỉ vì giọng nói chua chát, địa phương và khó nghe của mình. Một giọng nói mà không có một chút nào sức hút. Nhưng không vì thế mà Nguyệt đầu hàng và cam chịu với việc là mình sẽ mãi mãi sở hữu một giọng nói đầy mặc cảm đó. Và Nguyệt kể từ ngày đó cho tới ngày hôm nay,
vẫn luôn luôn cần mẫn, luôn luôn không ngừng khao khát, luôn luôn mong muốn và kết hợp với việc luyện tập không ngừng nghỉ để thay đổi giọng nói của chính mình một cách hoàn hảo và một cách chuẩn hơn mỗi ngày. Bởi vì Nguyệt biết rằng giọng nói chính là sức mạnh, chính là công cụ sẽ giúp Nguyệt chạm tới những thành công của cuộc sống. Và các anh chị kính mến, Minh Nguyệt biết được rằng là trong khán phòng Zoom của chúng ta ngày hôm nay có rất là nhiều những anh chị chúng ta vẫn đang còn gặp rất là nhiều những khó khăn trong việc thay đổi, trong việc lột xác giọng nói của chính mình. Và chính vì vậy, buổi Zoom ngày hôm nay được diễn ra với sự giải đáp cũng như là bật mí cho toàn thể quý vị và tất cả các anh chị những giải pháp, những phương pháp, những kỹ thuật để tất cả các anh chị chúng ta sẽ tìm ra hướng đi cho mình trong những vấn đề trên. Và quý vị và các anh chị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những điều tuyệt vời như quý vị và các anh chị chúng ta cũng đã theo dõi ngay từ đầu cho tới bây giờ, đúng không ạ? Đầu tiên là chúng ta thấy được sự hiện diện của một người thầy vô cùng đáng kính, một người thầy rất là vĩ đại, đó chính là thầy Phan Quốc Việt. Đó, thì lát nữa chúng ta sẽ vẫn còn có cơ hội được gặp lại thầy nữa tất cả các chị nhá. Và tiếp đó chúng ta lại nhận một món quà, đó chính là đến từ chị Hương, CEO công ty Faka Global, đúng không ạ? Đấy, chị Hương đã xuất hiện ở đây rồi. Chị Hương sẽ ở lại khán phòng Zoom cùng em nhá, tại vì là em biết rằng là anh chị ở đây đấy rất là mong muốn nhìn thấy sự hiện diện của chị Hương trong phòng Zoom này. Chỉ vì vậy thì chị Hương đừng rời đi nha. Chúng ta sẽ cùng kết hợp với nhau để mang lại thật là nhiều giá trị nhất cho những anh chị mà đã dành những khoảng thời gian rất là quý giá của mình để cùng có mặt trong phòng Zoom tối ngày hôm nay. Thưa quý vị và các anh chị thân mến, để tất cả các anh chị sẽ hiểu hơn thì ngay bây giờ đây, Nguyệt xin phép được share slide để cùng chiếu cho tất cả các anh chị nhá. Rồi, trước khi mà chiếu slide, Nguyệt sẽ lướt qua màn hình Zoom một chút nha. Tại vì là học với Minh Nguyệt cũng như là học về luyện giọng đấy, thì Minh Nguyệt cần nhất ở tất cả các anh chị đó chính là thái độ nghiêm túc. Và để thể hiện thái độ nghiêm túc thì chúng ta sẽ thể hiện bằng việc là bật camera của mình. Đấy, Nguyệt lướt qua màn hình này. Đấy, đó. Các anh chị muốn nhận về cho mình thật là nhiều giá trị bổ ích từ buổi học thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho mình một tâm thái thật là nghiêm túc, chỉnh chu, đúng không ạ? Rồi, những anh chị nào mà đang tắt camera của mình, Minh Nguyệt hy vọng rằng tất cả các anh chị một phút đấy, hãy có thể là thu xếp cho mình một chỗ ngồi thật là ổn định đấy, một sóng mạng wifi, một chỗ ngồi yên tĩnh. Rồi chúng ta sẽ cùng có sổ bút, sách vở, ghi chép đầy đủ nha. Rồi, Nguyệt xin cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Nguyệt xin phép share màn hình nha.